Rồi tiếp theo cái video này thì bữa nay em cũng về được hai cây gắt chân hai tầng. Nói chung hai cây gắt chân hai tầng này thì tình trạng là anh em nghe em tả nè, mặt tiền là sơn zin khá nè. Em nói với anh em bữa nay em bận lắm, rửa chưa được sạch đó nè. Mà nói chung phải rửa bởi vì em nhìn dơ lắm em chịu không có nổi. Hai cây này tình trạng là sơn zin gá khá hết nha anh em. Hai cái chống nghiêng này theo xe luôn nè. Chữ quê nè anh em thấy không? Đó. Hai cái chống nghiêng này theo xe luôn nè mà bàn đạp si ba châu nè. Em nói với anh em gọi gác chân hai tầng này 10 cái S10 lả lũng bằng đạp nữa trơn à, chế bằng đạp Super Chao vô nè. Rồi cây này cũng vậy luôn nha anh em, chống nghiêng theo xe luôn nha. Nè thấy không, chữ quê nó bẹt hơn là chữ quê hàng mới nha anh em nha. Rồi lò xo được theo xe hết trơn, cũng bằng đạp Super Chao nữa nè. Đó thì nói chung hai cây này em đã bán một cây rồi nghe anh em nha, chỉ còn một cây một thôi. Anh em nào nhanh tay thì chốt, một cây em bán 400.000 bao anh em là ngay thẳng không công quên, bao đúng quay thái 110. Mặt dưới này thì nó hơi bèo, về anh em chịu khó bắn dặm đồ lại giùm em đi. Đó. Do lúc này em bận quá em làm không kịp đâu, cận Tết hàng bán hơi nhiều quá. Anh em ủng hộ nhiều, đó. Hai cây này mỗi cây 400, tình trạng nó bán một cây rồi còn một cây. Anh em nào mến hú em nha. Nói chung hai cây này mặt tiền rất khá nha anh em. Được có hai cây vậy, được có hai cây gắt chân hai tầng. Đó. Rồi 5 cây chẳng 3 thì nó bị si ba chao hết 3 cây, bán 1 cây 250 đó, còn hai cây kia thì nó ổn. Rồi từ từ em lên tiếp với anh em, rồi anh em mình ấy sắp tới giờ, bữa nay có anh em qua nhà chơi giờ chuẩn bị chiến nữa rồi anh em ơi. Đó. Hai cây gác chân hai tầng này á em bao anh em ngay thẳng không cong vên, nó không cong quẹo gì hết trơn á. Hai cái chống nghiêng này đều theo xe hết, nhưng mà ở bàn đạp này thì anh em muốn về xài luôn xài, về xài luôn thì anh em về thẩm mỹ lại, mài lại cho nó tròn trịa rồi mình sơn lại đó. Em thì em để cho anh em vậy đó chứ em không có lấy ra làm gì em. Mặt tiền sơn zin khá, cây 400, anh em nào xài hú em chào anh em nha. Bán hết cây nghe, còn cây nghe anh em.